Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2021, 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới dầu như vũ bão. Những người tuổi Bính Dần mệnh lưu trung hòa thường có tính cách nóng nảy nhưng lại khá nhiệt huyết và tận tâm họ là người có được sự rèn luyện về ý chí nên thường đứng vững trước những khó khăn biến động đặc trưng của lư trung hỏa luôn là sự cầu tiến và nhiệt huyết có thể giúp hoàn thành được mọi việc tuổi bính dần ghét sự chờ đợi hay chậm chạp và thường khó kiềm chế cảm xúc được với những người không hài lòng họ là người thể hiện sự yêu ghét rõ ràng nhưng cũng vô cùng nhạy cảm trước các tình huống nóng tính nhưng tuổi bính dần tâm đức vô cùng sáng nên thương người tốt bụng và vô cùng hào phóng rõ ràng và minh bạch không thích sự mập mờ Ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ quý vị về tử vi anh chị tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Bính Dần trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy anh chị tuổi Bính Dần gặp cục diện sửu dần ám hợp, thời gian này về cơ bản là khá thuận lợi. Anh chị tuổi Bính Dần trong thời điểm này có thể khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương và được lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, anh chị sẽ gặp được cơ hội đầu tư kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển trong nửa cuối năm cũng khá tốt đẹp, anh chị có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Ngoài ra trong thời điểm này anh chị tuổi Bính Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, giúp anh chị luôn được may mắn và bình an, mọi việc từ đó có thể được viên mãn hơn. 2. Vận trình của người tuổi Bính Dần trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận Tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, anh chị tuổi bính dần có nhiều cơ hội được thăng chức tăng lương trong thời gian này. Anh chị chỉ cần dựa vào sức của chính mình, không ngừng quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, anh chị cần phải chú ý rằng để đạt được thành công như mong đợi. Anh chị cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi anh chị có thể rơi vào tình trạng lao lực vất vả. Cho nên trong thời gian này thì thầy ra cắt khuyên anh chị tuổi bính dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong năm 2021. Đồng thời chiêu cắt lành, may mắn và cắt khí quý nhân giúp công việc hanh thông thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tình hình tài chính nửa cuối năm 2021 nói chung là ổn định, anh chị tuổi Bính dần vẫn duy trì được mức lương từ trước tới nay, nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc có thể được nhận thêm những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Những anh chị đang làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Anh chị cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Ngoài ra để kích vượng vận tài lộc, anh chị cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho anh chị. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi cho thấy nửa cuối năm 2021 là thời gian khá đào hoa với anh chị tuổi Bính Dần những anh chị còn độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình anh chị nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân đồng thời nếu anh chị đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận chủ động bày tỏ không nên để lỡ mất thời cơ tốt với những anh chị đã có gia đình hai người đã dần biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn anh chị biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn Ngoài ra để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi bính dần hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những anh chị đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe, vấn đề sức khỏe của anh chị tuổi bính dần trong nửa cuối năm 2021 có dấu hiệu suy giảm có thể là do áp lực công việc gây nên anh chị cần chú ý nghỉ ngơi thư giãn tránh tình trạng lao lực bên cạnh đó anh chị hãy chú ý rèn luyện sức khỏe vận động thường xuyên để tránh các bệnh văn phòng như đau nhức xương khớp béo phì ngoài ra để có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi bính dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật bát bảo tâm kinh vòng sẽ giúp anh chị xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị tuổi bính dần dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi bính dần. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Lâm cục diện sung thái tuế, vận trình tháng 7 của anh chị tuổi bính dần giảm sút mạnh. Lại thêm dân gian coi đây là tháng cô hồn, anh chị sẽ liên tục gặp phải những rắc rối trong công việc và chuyện tình cảm. Tiền bạc cũng có dấu hiệu hao tán, áp lực kinh tế ngày một lớn, anh chị lại khó có thể chia sẻ cùng người thân, vì thế mà liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng do phải lo toan, suy nghĩ quá nhiều. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng này vận khí của anh chị tuổi bính dần khởi sắc hơn đôi chút so với tháng trước nhưng nhìn chung vẫn còn có nhiều điểm đáng lưu ý, Ngoài ra Lưu Nguyệt có can chi đinh hỏa và dậu kim tương khắc, anh chị cần hết sức lưu ý về vấn đề sức khỏe. May mắn trong tháng này anh chị không mắc những bệnh quá nghiêm trọng, nhưng khó tránh ốm đau vặt liên miên, thậm chí suốt cả tháng. Kéo theo đó ảnh hưởng xấu tới tiến độ công việc và gây hao tán tiền bạc. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Do được tam hợp quý nhân soi đường chỉ lối, tháng này anh chị tuổi bính dần dễ mở mang đầu óc, làm việc thuận lợi, có nhiều biểu hiện xuất sắc. Bên cạnh đó lại có thêm nhiều cát tinh trợ mệnh, anh chị làm gì cũng có cảm giác hanh thông hơn trước rất nhiều. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Vẫn trên đà thuận lợi, anh chị tuổi bính dần hoàn thành khá nhiều mục tiêu trong tháng 10 âm lịch này. Công việc của anh chị sẽ có người giúp sức, khó khăn sớm được giải quyết. Tuy nhiên, có thời điểm tinh thần lao dốc, anh chị làm việc không cẩn thận, thiếu tập trung nên rơi vào thế thụ động, rất dễ phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu tránh được thì thành quả thu về mới đáng kể vấn đề tiền bạc, tài chính của anh chị cũng không còn là áp lực quá lớn. Tháng này thiên tài vượng, lấy nguồn thu nhập thụ động hoặc phụ làm chủ. Việc đầu tư, kinh doanh cũng sinh lời, thu về nhiều lợi nhuận. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng có tí thủy và dần mộc tương sinh về mặt ngũ hành, tốt cho sức khỏe của anh chị tuổi bính dần. Người ốm đau lâu ngày khỏi bệnh, người bình thường cơ thể thêm tráng kiện sức khỏe tốt cũng giúp tinh thần phấn chấn hơn, từ đó anh chị tuổi bính dần dễ dàng tập trung giải quyết công việc và các vấn đề của cuộc sống. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng năm tân sửu, đời sống vật chất của anh chị tuổi bính dần khá thoải mái, không có quá nhiều áp lực mặc dù có rất nhiều chi phí phát sinh. Tháng này có các tinh chủ vượng tài trợ mệnh, anh chị có thể kiếm tiền dễ dàng, có khoản lương, thưởng hay hoa hồng cộng dồn. Việc kinh doanh, buôn bán cũng tấp nập, thu về nhiều lợi nhuận hơn trước. 4. Vận hạn của tuổi bính dần trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi bính dần. May mắn anh tuổi bính dần trong 6 tháng cuối năm được sao mộc đức chiếu mệnh. Sao mộc đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, anh vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan đến máu huyết. Trong thời gian này anh cũng cần chú ý đến hạn huỳnh tiền. Bởi đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp sao hạn huỳnh tiền anh sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành dễ xảy ra thất bại. Chị cũng may mắn gặp được sao thủy diệu trong thời điểm nửa cuối năm. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc hơn cả. Tuy nhiên chị cần đề phòng hạn toán tận, hạn toán tận chủ về hao tài tốn của ốm đau bệnh tật ra ngoài, cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Bính Dần trong thời gian này có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc bên cạnh đó cũng có các hung tinh như kiếp sát cô thần thiên không hối khí gây suy nghĩ tiêu cực khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm cung tam hợp thì có thiên việt đào hoa nguyệt đức thiên trù thiên đức là những cát tinh thúc vượng đào hoa truyện sinh con cái ngoài ra còn có các hung tinh quả tú kình dương tử phủ gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân động chạm dao kéo cuối cùng là cung sung chiếu gồm có các sao thiên hỷ lòng đức mang tới điểm báo quý nhân vượng song lại có đà la tiểu hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại